dùng phép nhiệm âm dương biên hóa, quyết làm sao cho quả địa cầu trở nên một cõi bao châu, không người lao khổ thảm sầu mới ân. Ai cũng được hiền nhân đạo đức, không có loài quái vật độc trùng. Hán người tội a lỗi ác hung, cho sanh vào cõi bần cùng khác xa. Con nhớ gọi trẻ già khắp chỗ, nếu muốn không bị khổ dài lâu, thì là hãy ráng tu ngay, chứ đừng lần lửa nay mai không rồi. Bốn đảng vẫn chưa thôi chế tàu, dân sanh còn điên đảo hết đâu. Do nhân duyên tạo địa cầu, cũng nhân duyên khiến đài lầu tan hoang. Thế giới đã muôn ngàn lần biên, nào phải đâu là chuyến đầu tiên. Cứ xem cồn vực hiểu liền, nổi lên chìm xuống có yên bao giờ. Cồn vực nhỏ mau cơ biến đổi, qua đất to lâu mới thay hình. Xét ra chẳng vực mình đang ngồi trên đám lục bình giữa sông. Người sao chẳng để lòng suy nghiệm, tìm hiểu cho được điểm thanh cao. Biết bao nhiêu cõi hiền lành, lâu bền hơn cõi nhân sanh hiện giờ. Không đau khổ chẳng cơ giặc già, sống lâu dài không kẻ nghèo hèn. Nhân lành nhờ đã tạo nên, cho nên mới được sanh lên cõi này. Người cũng khá sang ngay bên đó, được an nhàn và có phước dư. Cõi trần ai cũng sầu tư, giàu nghèo chẳng có mấy người không lo. Đời sắp rốt tu cho gấp gấp, trễ thời kỳ khó lập công phu. Một giờ đêm đổi muôn thu hả, không chịu khó lo tu cho thành. Nghe lời này động tình rơi lệ, Phật thương đời như thể là cùng. Thật là hữu thủy hữu chung, xưa sau nay vậy không lòng đổi thay. Cứ thương mãi dù ai có ghét, vẫn nhớ hoài cũng mắc người quên. Nghĩ rồi ta lại khóc lên, ơn này biết thuở nào đền cho xong. Phật liền mới ôn tồn khuyên bảo, con chớ nên ao não trong lòng. Con luôn ăn ở sạch trong ấy là con đã đáp xong ân tình. Phật dùng lành đem lành đáp lại, tất nhiên là đạo nghĩa tròn vuông. Khó chi mà phải ưu buồn, hãy nên hoan hỷ lo xuống phận mình. Con ráng tập được
tình như Phật, lòng biết thương vạn vật sanh linh. Dù ai cay đắng mặt tình, cứ lo khuyên dỗ lời lành cho nghe. Khuyên được kẻ không khoe rằng giỏi, người không nghe chẳng khởi lòng hờn. Không chờ ai đáp đến ơn, cứ đem lòng thì không cần phải thâu. Dạy đến hiểu mau lâu không nề, miễn người tu không kể lao thân. Dù người gạn hỏi bao lần, cũng vui đáp lại không hờn điều chi. Cứ biện giải đến khi rõ lý, nghe cũng vui khinh bỉ không buồn. Kể màu như suối cứ tuôn, chẳng buồn rêu cạn không buồn cỏ ngăn. Lòng thương chung không ngần bờ mẹ, thương người như lòng mẹ thương con. Cứ lo phận sự cho tròn, khổ lao chẳng nể mất còn không nao. Giữ sự lành hơn giàu giữ của, cứ xăm xoay không bữa nào rời. Lo tu hơn kẻ lo đời, ngày đêm chẳng ngất dung bồi phước duyên. Đời lo được nhiều tiền nhiều của, đạo mong sao nên quả nên công. Phật không ngất niệm trong lòng, phước không quên tạo khắp trong xóm làng. Khổ thay đời không than không trách, vui trên đường đạo đức. Sớm khuya xác thân có thể vui lìa, nhân lành lòng quyết không hề rời ra. Thà bỏ mạng không xa chánh đạo, trừ tà tâm hơn tạo trừ thù. Lòng tham của đổi tham tu được, như vậy chẳng bao lâu tất thành. Không thành tại chẳng hành chánh đạo, đâu phải do Phật giáo không linh. Nghề chuyên học tất nghề tinh, tâm chuyên niệm Phật tâm linh không lầm. Câu vạn sự do tâm rất đúng, khéo do tâm dụng cũng do tâm. Thành cù sâu phải chịu nằm, muốn xoay trắng huệ sống tâm phải bình. Cứ như thế mà hành chinh chăng, dù quả chi cũng đặng chứng thành. Cho nên khuyên nhủ nhân sanh, nếu người nhận phải thì hành mau đi. Chờ gặp cuộc biến di thương hại, e cho người hối cải muộn màng. Ráng lo làm phước làm gian, để mà giữ được hỏi hàng Phật tiên. Có vị từ hoa sen hiện tới, có vị từ trong khối mây ra. Trên hư không bỗng có nhà, rồi từ trong ấy đi ra nhiều ngày. Có vị từ trong cây mà xuất, có vị từ dưới đất chung lên. Nuôi non lại quá lầu đền, nơi lửa lung chấp bỗng biến nên thị thành.
Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu các đường các nẻo, có mây lành phụ khéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép, sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh. Linh ngoài sức tưởng tượng, linh hoài không ai dám địch kình nổi quay. Núi vàng quá phương Tây hực hờ, lầu ngọc bài chói rỡ hướng đông. Lâm người đắc phép lục thông, nhiều bà về Phật lắm ông quy thần. Cõi sen hiện chính tầng chính cấp, do công tu có cấp có thấp có cao. Có hào quang đủ các màu, người già quá trẻ cùng nhau tươi cười. Các Phật thuyết nhiều lời bi thầm, khiến nhiều người nghe đặng khai thông. Lấy làm hoan hỷ nơi lòng, nào lời tán thán nào bóng cúng dường. Đâu đâu cũng mùi hương thơm ngát, cảm lấy duyên chim hót thanh thao. Đông Tây bất luận chỗ nào, các hoa đều trổ để chào Phật tiên. Ngày trời kế đêm liền trăng mọc, bốn mùa không lạnh nực tiết thời. Nhà nhà đều được thanh thơi, không ai đuối điếc chẳng người què câm. Đường không bụi đâu nằm cũng được, cây không gai cỏ mướt lại êm. Ngại hẳn chỉ những về đêm, luôn luôn có gió thổi lên nhẹ nhàng. Nhiều người biết phi đằng rất chóng, thường ngao du khắp bốn phương trời. Cảnh này đang cảnh vui chơi, thiệt tận thế giới thiệt người thượng quân. Ai muốn được để chân đến đó, phải lương hiền đừng có hung hăng. Quan dân cứ xử công bằng, việc nhà việc nước ở ăn dung hoàng. Kẻ nhận lỗi thứ tha khoản đài, người đói nghèo cơm giải cấp ban. Giúp người bệnh những thuốc thang, lòng nhân bủa khắp xóm làng gần xa. Được thế sẽ trung qua cõi trượt, cảnh thần tiên sẽ được sống qua. Lời này của Phật nói ra, con đem truyền lại trẻ già được hay. Ta liền chấp hai tay kinh bay, xin dâng lời truyền lại nhân gian. Trên đường phổ biến đạo tràng, mong ơn Phật độ cho đàn được xuôi. Đức đã kém lại hồi điên bay, như thuyền con đem lái biển to. Nếu không nhờ Phật giúp cho,
việc ngưng trước cảnh gãy gõ không chần. Phật rằng việc dù ngưng đi nữa cũng nhất thời rồi sửa lại xuống. Khuyên con chớ khởi lòng buồn lớp không gai cân thì tuồn chẳng hay. Con chớ ngại đức tài non kém mà độ một người hướng thiện quay đầu. Đức kia lân sánh địa cầu giá cao hơn gia bảo châu ngàn lần. Vậy con hãy tinh thần cứng mạnh, sông thuyền ra trước cảnh phong ba, cứu người khỏi đâm mấy hà, đã trên đầu luôn có Phật Đà chiếu soi. Ta vừa được nghe lời Phật thuyết, mừng hơn tù được dịp tha ra. Nguyện từ gần đến chỗ xa, nơi nào cũng đến để mà giáo dân. Nghe cũng tốt, không nghe cũng mặc. Dân thương yêu lo nhắc nhở thường, tiện thì nói trước công đường, không thì mượn mực tỏ tường gần xa. Từ đáy lòng phát ra lời nguyện, xin Phật Ngài chứng kiến cho đây. Phật rằng duyên ấy lành thay, con mau tinh tấn hành ngay ý mình. Trời còn rọi đau lành còn tỏ, nay nhằm thời tính độ trùng hưng. Tự nhiên khắp cả chúng dân biết câu lục tự, không cần dạy cho họ biết chớ không lo trì niệm. Vậy con nên khuyến khéo khuyến cho người đứng đi hoặc lúc nằm ngồi, Di Đà sáu chữ đừng rời trong tâm. Thành lòng niệm khỏi lâm tai hòa, cũng năng trừ được cả yêu tinh. Đừng ngờ niệm Phật không linh, niệm cho đến niệm chỉ thành thử coi. Sẽ được gió thì ngồi mới lộ, trừ được mê tất ngộ đạo màu. Tu hành đừng nể mau lâu, trước sau cũng đắc có đâu sai lầm. Kế đó Phật liền ngâm bài kệ, từ thạch năng hút sắc, ngoại vật khó giao bôi. Phật cùng tâm vốn một, giọng niệm cắt làm đôi. Khi trừ xong ngại vật, từ thạch liền hút sắc, giọng niệm dứt đi rồi. Phật cùng tâm thông nhất, lời Phật kể tai nghe vừa dứt, bỗng nhiên lòng sáng rực thêm ra. Thế là giữa Phật cùng ta cách nhau vì giọng, gần là vì chân. Giọng mây tức là trần tâm dòng, chân kia là tức bổn lai chân. Thế thì trong xác tạm trần há không di ân Phật thân, chẳng là liền cúi mặt thưa qua cùng Phật. Thế theo lời kệ mật
vừa qua chúng sanh trong cõi ta bà trí ngu gì có thể là Phật ư? Phật rằng vẫn đúng như thế ấy, khắp ba ngàn thế giới chúng sanh dòng tâm khi được tịnh thanh trí ngu đều có thể thành Phật ngay, những tâm vọng ít ai dứt được. Bởi từ lâu nhiễm cuộc hồng trần quen theo mọi vật quanh thân, nên khi dứt bỏ trăm phần khó khăn, ví như kẻ nhiều năm nghiền nhừa, trễ một ngày phát mưa phát đau. Biết rằng tại hút mà lao, có người muốn bỏ không sao bỏ rồi. Tập thì dễ bỏ thôi rất khó, tục thường phân nào có sai đâu. Tuy là khó bỏ mạch dầu, nếu lầm nhất quyết bỏ sao không rồi. Hễ tập được bỏ thời cũng được, nhẹ thì mau nặng tất hơi lâu. Miễn người được có một câu, việc nào hễ muốn thì âu thực hành. Được như thế tất thành diệu hòa, trong nhất thời đạo cả ác nên. Chớ đừng trước thời sao quên, nói vậy làm khác vạn niên không rồi. Việc đạo lý nói chơi sao được, đừng dễ người trời Phật không nên. Một khi người đã phát nguyện, dù sanh dù tử cũng chuyên một lòng. Con ha chẳng hiểu trong dương thế, khi có người lập thể tu hiền, thì trong tất cả Phật tiên đều mừng hơn kẻ được tiền bỏ rơi. Trái lại cũng vô hồi đau xót, khi có người phai lật đảo màu. Lòng này sanh chúng biết đâu, khi vui nguyện lấy lúc sầu lại buông. Nghe lời này bắt tuôn nước mắt, ta liền quỳ tay chấp thưa qua. Lòng từ bi rất sâu xa, chúng tu chúng hưởng cũng là mừng cho. Chúng phụ vẫn thương lo không dần. Đáng kinh thay các đấng từ bi, gương này muôn kiếp soi ghi, cúi xin Đức Phật chứng tri cho lòng. Phật rằng lượng khoan hồng nếu có, thì tự nhiên tâm nọ được an. Mối thù oán chẳng buộc ràng, giết hờn ghét cũng không mang nơi lòng. Các Phật lượng khoan hồng thường chưa, cứu độ tha không mửa ghét thương. Nếu con lấy đó làm gương, tất là đáng được nói đường Phật gia. Đôi cảnh trần cứ tha không buộc, thì nghiệp quán giải được liền khi. Mắt tha mắt huệ tức, thì tai tha tai tỏ lời gì cũng thông. Thân y cũng tha không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý được tịnh minh. Thứ tha được quá rất
lành, cho nên khuyên thế mở tình biết tha. Riêng phần con khi ra dắt chung, đối mọi điều thường dũng lòng tha, tức là sự chẳng sanh ra đi không ai cản về mà ai ngăn. Trong lúc phải lóc lăn đây đó, gặp đủ người dễ khó tánh tình. Lòng tha thứ lại cần gìn qua cơn dân nạn nhạo khinh của người. Đạo ô đạo trong đời đang thành, không thứ tha khó tránh đôi co. Vậy con khá liệu xong lo, đừng sai lời Phật dặn dò thiệt hơn. Ta cúi đầu xin dâng lời giao, miễn sao cho Phật đạo chấn hưng. Dù đời thử thách bao lần, không làm cho khối tinh thần nung nao. Khi ngược gió cấm sào đậu lại, lúc thuận bươm thuyền chạy đi ngay. Thân này xin hiến Phật ngày nắng mưa, chẳng quản đắng cay đâu sợ. Phật liền bảo sau cơn đã thức, lời con nguyện với Phật khá ghi. Cũng như Phật bảo những gì ôm lòng, chớ để quên đi lời nào. Đời đang lúc mưa rào sóng dồ, bát nhã thuyền khá đổ mau ra. Miễn là cứu được người ta, hiểm nguy dẫu mấy cũng là kiên gan. Khi nghe tiếng rên than của chúng, động lòng thương họ cũng như mình, điều chi cũng vẫn hy sinh giúp người lâm nạn thỏa tình nước mong. Chúng sanh hiện sống trong nhà lửa, cảnh hải hùng càng bữa càng tăng. Nhưng vì tự phước thế thằng vẫn còn sai đâm bảo rằng chưa sao. Muốn cứu họ phải giàu gan mật, quyết xong vào kéo dắt họ ra. Cho hay rằng có ngôi nhà đã xây cất sẵn thật là tốt tươi. Cố khuyên họ nên rời nhà lừa, ngôi nhà kia về ở tự do. Ngại hằng công việc toan lo, muốn chỉ có nay ấm no đời đời. Nhược bằng chẳng chịu rời cho chông, xác hồn kia qua đống tro tàn. Riêng thân chẳng được cứu an, còn lôi con vợ chung đàn lửa thiêu. Một người mê khiến nhiều kẻ dốt, mê tội càng lấy không ngất lúc nào. Gương lành muốn được nêu cao, con nên nỗ lực kêu gào ba gia. Hãy tỉnh giấc nam kha cho chông, cải thiện ngay kiếp sống bất bình. Làm theo lời lẽ trong kinh, lúc nào cũng nhớ xét mình không quên. Nếu tư tưởng khởi lên việc quay, muốn lường ai hoặc lấy của ai, thì định ý trừ ngay, chứ không để lộ ra ngoài hành vi.
lời nào hãy trước khi muốn nói, nếu xét rằng vô lỗi bất công, cũng là ngăn lại cho xong không chờ, đã lỡ mới hồng ăn năn. Còn đôi với việc làm cũng vậy, trước khi làm phải quay xét rành, sau rồi mới khởi thi hành, ngõ hầu tránh việc bất lành xảy ra. Tưởng nói làm cả ba phần việc, giờ phút nào cũng xét đến luôn. Tưởng thanh nói chánh làm nhân, tuy mang phạm sát nhưng thần thánh tâm. Phật lúc nào cũng thầm mong ước, cả chúng sanh ở được như vậy, thì là Nam Bắc Đông Tây hết còn lo ngại ai gây oán thù. Dù kẻ chẳng biết tu theo Phật, cũng khá gìn nhân cách loại người, giữ cho nề nếp tốt tươi, không nên bả nói bả cười vô duyên, nên giữ đạo thánh hiền đã dài. Đối xử nhau cho phải nghĩa nhân, làm cho phải biết hiếu thân, hoạt nồng đắp lạnh đền ân sanh thành. Không trộm cướp chẳng tình gian lần, thà sạch trong chịu phận nghèo nàn. Không lòng phụ khó tham sang, ở cho phải đảo tàu kháng chi tình. Lúc nào cũng biết gìn chữ tín, lời hứa rồi nhất định không sai. Mỗi khi chịu nghĩa của ai quyết, làm sao đáp được dài mới ưng. Thi ân chẳng trong ân đáp lại, thọ nghĩa thì nghĩa phải lo đền, làm dân nợ nước đừng quên, gặp cơn nguy biến ra đền đáp ngay. Nhớ đừng cậy lấy oai thế mạnh, hiếp đồng bào trong cảnh lầm than. Cũng đừng bán chức mua quan, xoay hang mạch nước mưu toan bất lành. Việc mãi quốc cầu vinh phải tranh, cần vinh lòng trung tinh quốc gia. Trong khi cầm can nước nhà, hai điều liêm chánh phải là nhớ luôn. Nên tìm cách giải buồn dân chúng, chẳng bần cho kẻ túng cơm tiền. Lấy nhân trị loạn cho yên, chủ hòa để có kết liên khắp cùng. Phải tri thức quá trong dân chúng, mở nhiều trường thông dụng ngữ ngôn, nên làm cho chúng dân khôn, đừng làm cho chúng cả phòng đều ngu. Dân khôn tất biết câu quốc thủy, dân ngu thì lân ly không màng. Dễ nghe theo kẻ phiến loạn, nổi lên phá cuộc trị an nước nhà. Chừng ấy mới tính ra sao kịp, chi bằng lo trước dịp là hơn. Còn như bổn phận nữ nhân, chữ trinh là bảo của thân khá gìn, bên trong của gia đình khéo xử. Phải rành bề kim chỉ nấu nêm, dung nghi cần được đoan nghiêm, nằm ngồi đi đứng càng thêm chỉnh tề.
đừng tập tánh ngồi lê đôi mắt, đem chuyện người dạy kẻ cho ghen. Tập lời dịu ngọt cho quen, những lời mắng chửi rủa nguyền xoáy xa. Làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tất là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch rồi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đoạn roi dữ dằn. Ở cho phải công bằng thẳng thét, đừng đưa thương đưa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng nguyên nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Chừng khi chết xác mình nằm đó, còn cái lo chia của cách rui sẽ làm miệng thế chê cười rằng là vô phước cho người mẹ cha. Việc nào cũng phải là cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Phải làm tên khắc bán son, đừng đem danh thể vùi chôn dưới bùn. Đem hai chữ anh hùng cai thế, hoặc là câu trời bể đức ân, lấy làm tài sản của thân, để cho con cháu hay hơn bạc tiền. Khắp thành thị đến miền thôn già, lớn nhỏ đều dư giả theo đây. Tất là êm ấm trong ngoài, ai tròn phận nấy không ai lỗi nghì. Nhà an được tức thì nước trị, cá nhân hòa tất xã hội minh. Ví như bức lụa đã thành, là do nhiều sợi tơ mành làm nên. Đạo trung hiểu lo đền sống phần, khi mạng chúng cũng đặng hiển thần. Nếu còn sanh tại cõi trần, được con thảo thuận và thân an nhàn. Điều này khá truyền sang khắp chúng, nếu nhận cho rằng đúng đạo nhân. Cũng nên mạnh mẽ tinh thần làm theo, chớ có ngại ngần bỏ qua. Ngày tháng chẳng chờ ta nên nhớ, nay chẳng làm mai sở không trôi. Ngờ là liền khê thủ dân lời, đem điều Phật thuyết lưu dời năm châu. Người thượng căn khuyên câu Phật Pháp, kẻ hạ cơ chỉ nết thánh hiền. Tùy thời tùy cảnh tùy duyên, quyết lòng mở rộng cửa thiền mới ưng. Thể lời Phật đã phân đoạn trước, đời này không còn được bao lâu, sẽ là biển quá còn dâu dân gian khắp chốn thảm sầu như nhau. Nạn nhân tạo binh đao độc chất, nạn yêu tinh bắt vật loại người. Nạn nhiều ác thu ra đời, nạn cho thời tiết đổi dời gây nên. Nạn dưới nước, nạn trên mặt đất, nửa lưng trời cũng rất nạn tay. Trong nhà cho đến chí ngoài, nơi nào cũng có nạn tay chực hờ, để cho kẻ có cơ hội qua.
Con xin đem đạo cả nhũ khuyên, mong nhờ Đức Phật giúp duyên khắp trong hạ giới lầm nguyện tu theo. Phật rằng đời khi eo khi ngặt, thì luôn mồm niệm Phật giấy gian. Nạn tay khi được qua rồi, thì mồm niệm Phật giấy trời cũng qua. Câu hết xôi thì là rồi việc, nông bắt tay nguội biết đâu rờ. Thật không sai chạy bao giờ, lòng người thay đổi bất ngờ lắm con. Khi con đến gọi nôn đạo đức, sẽ nhiều người nô nức chạy theo. Vì rằng sợ nạn hùm beo, vì rằng sợ nạn tình yêu bắt hồn, sợ cả việc trời long đất lờ. Sợ lâm vào bom phá chết oan, sợ thân bàn trái vương mang, sợ lâm ói mửa không an xác trần. Sợ bị lửa bão tần thiếu quỷ, sợ lâm cơn hồng thủy nạn đại nàng. Sợ không được gặp hội hàng, sợ không được thấy núi vàng Tây Phương. Sợ chẳng được sống ngày thượng cổ, sợ không còn dịp ngộ thánh vương. Vì rằng lo sợ trăm đường mới, là chịu khó dựa nương cửa thiền. Nếu cuộc thế còn nguyên chưa đổi, nạn nọ kia chưa tới đó đây. Đường tu của họ lần phai, lòng hăng hái bỏ trôi dài thời gian. Họ tự tay bứng ngang gốc thiền, xuôi theo lòng loài ông kiến càng lung. Đoàn người hữu thị vô chung, sẽ làm cửa đảo lạnh lùng chẳng không. Trên đường con ruổi vong thuyết pháp, phải bình tâm khi gặp cảnh này. Hán người tính lại rồi sai, chẳng qua đã lọt vào tay quỷ tà. Con niệm chú Ma Ha Bát Nhã, cứu nạn tai cho kẻ thiếu căn. Cứ đem đạo pháp thâm hoằng, vừa thông nẻo chánh vừa ngăn đường tà. Chớ thấy kẻ lần xa mối đạo, rồi đem lòng áo não ngưng chèo. Nên nhìn vào hãng khăn keo, chớ trông đến kẻ để mêu Phật đài. Trong khi lắm kẻ thay đổi chi, có nhiều người đạo ly gắn công. Trước sau ôm chặt một lòng, dù lắm nạn khổ cũng không lỗi nguyện. Hán người này căn duyên sâu thẳm, giống từ bi đã rắm nhiều đời. Tên kia gần tánh Phật trời, ráng thêm chút nữa đạt nơi diệu màu. Họ vốn thật lầm cầu đạo pháp, con cần nên giải đáp cho tường. Ngày sau đảo mở rộng đường, sẽ nhờ nơi họ tuyên dương phận nhiều. Đời hiểu lý cao siêu Phật Pháp, cũng sẽ do họ lập luận ra. Đang tôn đang kính sâu xa, đường tiền đáng gọi họ là Phật Nhi. Đạo thường có lúc suy lúc thành, do lòng người khi tỉnh khi mê.
gặp thời chánh đạo bỏ bê, tất nhiên tà giáo nhất tề nổi lên, gây rối loạn từ trên chi dưới, khiến nước nguy vua tối dân nghèo, khắp nơi nghi ngục khỉ yêu, lòng dân không biết mấy chiều mà đo. Tà giáo mạnh khổ cho chánh đạo, kẻ tu hiền bị khảo mềm xương, trung can thường mắc tai ương, nịnh hùa lại được hướng đường vinh vang. Kẻ hiền tài bị gàn bị trở, đứa gian thần được bợ được bưng, nàng tay thường đổ cho dân, nào sưu thuế nặng nào thân dài bừa, tạo ra tiền quên mưa quên nắng, thường bị người tay chân lấy đi. Con ơi đạo gặp lúc suy, kể sao hết việc quái kỳ xảy ra. Đời nay cũng giống là như thế, đang thời kỳ chánh phế tà hưng, nhiều phần trong khắp nhân dân, hay tình ma quỷ nhiều hơn Phật trời. Người chẳng những riêng dời lấy quà, còn dục cho nhiều kẻ mang tay, có tài lợi dụng tiện tài, có quay thì cậy lấy quay hiếp người. Con cái mê theo lời tà thuyết, nở xuống tay bắt giết mẹ cha, khắp trong châu quận gần xa, nơi nào cũng có yêu ma lòng hành. Có thứ ma tên khinh tưa chung tướng, nó rẻ khi phẩm lượng loài người, nó mong đạp đổ cõi đời, chỉ còn dòng dõi của người nó thôi. Bất luận ai đang vui hoặc khổ, nó cũng đều tật đô ghét dơ, suối làm những việc nhút nhơ, cho người bắt giết hoặc số vào tù. Nó suối bạn gây thù với bạn, nó suối người đâm chém loại người, lấy điều xác hãy làm vui, nó bày đủ cách cho đời hại nhau. Kẻ thất tình xuôi máu tự tử, người xa cơ bảo cứ sát thân, nhà tù nó xuôi yếm trần bảo, nên bỏ xác để hồn lên mây. Nó khinh dễ mạng loài nhân vật, chẳng hề ra tay giúp một ai, bảo rằng cái xác thúi khai, nên đem giết bỏ hơn hay giúp giùm. Kẻ rơi vào rong cầm của nó, sẽ tự tay giết bỏ thân danh, không còn trọng mạng chúng sanh, cho nên việc phải việc lành ngó lơ. Ưa sát hại hơn ưa dung dường, độc ác ngoài ý tưởng loài người. Hiện nay khắp chốn cùng nơi, chỗ nào nó cũng tha người nó ra. Khắp trong cõi ta bà thế giới, bị ma này dứt lối từ bi,
không thông luân lý đạo nghị, chẳng nhường kẻ dưới không vì người trên, chẳng biết tạo thiện duyên mai hầu. Không rành câu vô lậu tầng thông, gần bùng mà chẳng hôi bùng, ở nơi ô trượt mà lòng thanh bay. Không biết dụng sát thấy tạm già, để lập nên đạo quá lâu dài. Uổng sanh ra kiếp nhân loài, không lưu sách sử những bài hay ho. Vậy con khéo khuyên cho đời biết, ráng trừ ma ác nghiệt ấy đi. Đừng làm những việc ngu si, xúi người hai lần hoặc đi giết mình. Gặp kẻ nào bị tình phủ rài, nên dạy câu ân ấy ba đời. Xưa mình ở bạc với người, cho nên nay mới chịu đời vô duyên. Cũng chẳng nên ưu phiền sầu nào, để cánh nhân bất hảo về sau. Hoặc là quan kiếp trần lao thân, không tồn tại tinh nào còn chi. Trong cái đẹp phương phi mỹ nữ, chưa biết bao nhiêu thứ tâm hôi. Chừng khi thân ấy già rồi, già nhăn ma cốt vô hồi xấu xa. Rồi lần biến đến tiêu ra phân cỏ, vẻ yêu kiều kia có còn đâu. Nay người phụ rải mặt dầu, không nên ưu ái lo rầu làm chi. Trong lòng biết nghĩ suy như thế, tất không rơi vào kế yêu tình. Niệm câu quyền chất hư tình, tất không bị cảnh làm mình nung nao. Nếu có chúng sanh nào chưa ngộ, con khéo lời để đổ người ta. Nếu xa vào bẫy yêu ma, thảm sầu không thể nói ra cho cùng. Ma có hình ma không bóng dáng, hai loại ma lãng vãng trong trần. Không hình ma ẩn vào thân, có hình ma ở bên chân người đời. Thứ ma xuôi ra lời ra lè, thứ ma dùng manh khỏe trong tâm. Người lầm chẳng biết rằng lầm, kế mưu yêu quỷ sâu thâm vô cùng. Nhà đạo sĩ chưa thông sao phép, thường bị yêu kèm kẹp giữa chừng. Nếu không tâm khảm thần ngưng, bị ma dẫn lộ uổng thân tu hành. Phật thương xót chúng sanh thọ nàng, dùng thần cớ bài cản cho con. Khéo gìn chặt lấy tâm son, nói gương chưa Phật chiều lòn khuyên dân. Ráng rò bồi bổ đức ân dày dặn, cùng Phật tiên dựng bản phong thần. Ta liền cúi lại xin dân, lời chi của Phật cũng khuyên vào lòng. Đem tâm lực lập công bồi đức, kêu cho người đến thức mới thôi. Bụi trần chân được sạch
tôi sẽ cùng chư Phật chúng ngồi tòa sen. Ta xong lời Phật bèn nói tiếp, lời con phân rất hiệp đạo cơ. Kẻ lành duyên hiện còn chờ khéo làm cho họ được nhờ lối đi. Giúp họ tu trước khi biên thay, trưởng phước điền dành để qua chuông. Dân tâm đang lúc rối cuồng, khéo lời giúp họ gỡ xuống tơ lòng. Mau gạn đục tầm trống cho kỳ, lánh mùi đời tầm lý siêu nhiên. Xưa vì chưa rõ tục tiên, đến nay còn dân trong miền trần ai. Giờ đã hiểu đâu dài đâu ngăn, cũng nên lo cho đằng siêu phàm của trần, chớ bận lòng tham từ lâu tham. Nó đâu làm chi nên, tham dũng là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sinh linh. Tham danh tham lợi tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo dự, rồi mất đi sanh sự buồn rầu. Trong lòng cứ rạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sanh phận nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyện không gây. Chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một đời trực đau Tây Phương. Vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa ý trên đường xa xôi. Không mỏi giả trước ngôi Phật điện, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà. Huệ lòng ắt được trổ qua đạo, màu sẽ đắc Phật tòa được lên. Vật bao quy giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày. Chớ nên tu niệm sơ sài, lòng mong đạt được pháp tài thần tiên. Bị khảo đạo không phiền không chán, gặp chồng gái chẳng ngán chẳng ngao. Sòng nâu cứ vẹn một màu, gương lòng thường được chuỗi lao không rời. Đem lợi ích cho người chẳng tiếc, ngồi tham thiền mỏi mệt đừng quên. Như vậy đạo cả ắt nên, con ôm trong trí để khuyên người đời. Ta liền xin dâng lời chỉ phán, đem lời vàng rau gian khắp châu. Cuối xin Phật dùng phép màu, khiến cho ai cũng quy đầu Phật môn. Phật ngăn lời ôn tồn giải bào. Oh.
lời Phật như cơm cháo trân hào, chúng sanh tở kẻ đói đau bảo ăn không chịu làm sao no lòng. Chúng sanh phải tự trong tâm ý phát nguyện tu mới thị chân tu. Nếu tu gì bị phép màu, việc tu kia có khác nào thôi miên. Còn lầm phép còn chiên còn trong, hết phép rồi môi đóng nhện văn. Dùng phụ lên xác nhà tăng, không làm thành đạt chỉ năng mê hồn. Liền khi bị từ ngôn Phật quở, khiến lòng ta vừa sợ vừa mừng. Sợ là sợ nét nghiêm thân, mừng là mừng lẽ chưa từng khi nghe. Ta cúi đầu tay che lấy mặt, vừa khóc vừa xin Phật thứ tha. Vì lòng thương xót ba gia nên con xin Phật dùng ra phép màu. Chẳng rõ lý cao sâu hơn nữa, được Phật thương giải sửa cho đây. Ơn nào sánh kịp ơn này, ngâm dành kết có lòng đây chưa vừa. Ta vừa dứt lời thưa Phật tiếp, lòng thương người tất hiệp Phật tâm. Lời xin ấy dẫu sai lầm, cũng không gọi lỗi chứ dầm về châu. Nên mừng được nghe câu chân lý, nên mừng khá vui đem tâm chi giúp người. Tu hiền như đóa hoa tươi, hùng hằng tở lá úa rơi bên lề. Hoa tươi lắm người mê kẻ hay, lá rơi đâu ai lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng lá rơi. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyện, nhân vật thái non biển cũng dời. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay. Cột vào nhà công lấy thấy xấu, trường lên lộ gấp nhai người đời. Khắp Nam Bắc khí trời mù mịt, lỗ không người nhà bích ngõ ra. Người chưa từng thấy được ma, gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh. Mặt mày cả gúc nanh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa. Người thường bị dơ vào da, phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi. Kẻ bị nó bóp nơi hầu hồng, chết liền khi không đặng trối trăng. Những người bị nó nhe răng, hồn phi phách tan nổi cơn điên cuồng. Giết cha mẹ hại luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường. Ăn dơ ở giấy không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi. Có thứ ma dùng hơi gió độc,
thổi cả làng cảm xúc chết ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đâu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp cả miền Âu A, gặp cảnh này mới tỏa quả lên. Sớm lo phước đức xây nền, để làm thành lũy vững bền đổi yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giới, bị gai vào cũng hãy chết thân. Đến như cỏ cắt tay chân, cũng làm độc đến lần lần bỏ thay. Từ trong cỏ, trong cây, trong nước, trong khí trời có chất độc luôn. Người nào khi đã bị xuống mạng, căn nào khác như giường tơ treo. Chúng sanh gặp nạn eo khắp chỗ, dù khôn ngoan không ngõ trốn ra. Lòng ta tất gặp lũ tà, loại nào theo nấy hẳn là không sai. Lòng Phật có Phật Ngài đến độ, tà hại người Phật có hại ai. Chúng sanh xét cản lời này khá tu, chớ để tháng ngày trôi qua. Một kiếp bị tà ma nhiễu hại, muốn thua chìm dưới đáy bể trần. Không riêng lao khổ xác thân, còn làm luôn cái chân thần mờ lu. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Xấu còn biết muốn thành rầm người, sao không giả ước mong siêu phàm. Mang xác tuổi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, gian thói đời dối mỹ gạt mình. Nào danh, nào lợi, nào tình, làm mồi để nhữ cho mình mắc câu. Cũng tại nó mà sâu mà khổ, nó làm tuồng bưng bở thân yêu. Tử thần khi đến gọi kêu, thì là nó cũng trốn tiêu hồi nào. Nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình. Lại là nó rất bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi. Thân trơ trọi nằm lì trong quách, cho đến tiêu ra đất ra bùng. Thật loài hữu thị vô chung, càng xa xóm được càng không ưu sầu. Lợi dụng nó làm câu phước thiền, đừng để cho nó khiến sai mình. Ráng mà dẹt ngút vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu. Dạo nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng vội quên bỏ trong nhà xưa. Cõi trần gì quá thích ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về. Đó.
mẹ mỏi gối đợi kề bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ xa đường. Con lành hãy sớm bảy bương mau về lo việc lửa hương sớm chiều, nhà xưa ấy thường kêu an là cha mẹ là vong đức Như Lai. Nguyên do xưa có một ngày đang ngồi, con bỗng nhớ ngay cảnh đời khi ấy mới dạo chơi đây đò, sanh lòng mê tiên do tiếng chim. Vật chi cũng muốn kiếm tìm đi lần đến, vật cứng mềm biệt phân. Từ ấm lạnh đến phần trơn nhám, sờ mó vào rồi cảm động tâm. Chỉ trong phút chốc mây lầm chân linh, mờ mịt quên tầm đường ra. Hết vật nọ sáng qua vật khác, cứ say mê tạo tác liền tay. Hằng đêm cho chi những ngày cứ mê đi, đến lạc loài trần gian. Bị mọi cảnh buộc ràng không hờ, nên lòng không hề nhớ quê nhà. Đôi khi cũng sực nhớ ra, đồng thời việc khác cũng là xen vô. Rồi lại bắt nghĩ lo túi bụi, đến quên luôn căn cội xưa kia. Tạo ra vật bị vật mê, mê cho đến tạo ra bề chiến tranh. Thấy chết chất như thành như núi, nước mắt tuôn tợ suối tợ nguồn. Ghét thương mừng vẫn vui buồn, lúc nào cũng thấy quay cuồng trong tâm. Sự khổ não hàng trăm hàng vàng, mà cũng chưa biết chán nơi lòng. Như Lai chẳng ngớt ngóng trông, cho con sớm được tịnh lòng hồi quy. Vừa nghe Đức Từ Bi nhắc tới việc chúng sanh lạc lối trần gian, tự dưng ta cất tiếng than vọng tâm. Một phút gian nan muôn đời, thế thì vẫn từ hồi vô thì cả chúng sanh đã bị mê lầm. Trải qua nhiều kiếp càng thâm, cho nên ít kẻ thức tâm hồi đầu. Chẳng nhờ Phật dài lâu chỉ bảo, chúng sanh mong gì tháo cho ra. Nghiệt cái thay cõi ta bà, khi vào thì dễ khi ra dễ gì. Phật ngăn lời tức thì tiếp nói, con nhớ chớ nên trách cõi ta bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Cảnh vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Kha nên tự trách lấy mình, chớ nên trách cái cảnh vô tình là sai. Danh lợi vốn chẳng hay mê chung, tại chúng sanh mê dụng lợi danh. Lợi danh vốn loại vô tình, tự mình tạo nó rồi mình lại mê. Nếu đi dễ thì về cũng dễ, làm hay không tại lẽ ấy thôi. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người tự trói vào nơi ta bà. Nghe Phật quở lòng ta phát điên,
thế là ta hai chuyện hiểu lầm. Nếu không Phật chỉ khai tâm, chính mình chưa thoát được mầm vô minh. Nghĩ xong rồi cúi mình lại Phật, xin thứ cho lời trách đã lầm, dạy thêm những lẽ diệu thâm, giúp con được mở rộng tầm mắt ra. Và khiến kẻ gần xa chưa rõ, nhờ lời lành đường ngõ được thông. Cúi xin Phật nhỏ phước hồng, cứu thân cá chậu chim lòng được ra. Phật nhích miệng như hoa tươi nở, lành thay con khéo mở tâm linh. Thấy lầm lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mới thấy hình tròn vuông. Nên mừng chớ nên buồn vô ích, càng vững nghi sự tích càng thông. Muốn gieo duyên khắp đại đồng đạo, đời ý vị phải thông hiểu rành, ví như kẻ thượng hành hàng hài. Chỗ càng sâu còn bãi phải thông, lối nguy cần biết đề phòng, chỗ an nên hiểu để lòng khỏi lo. Sự nào chẳng hiểu cho tột lý, không bao giờ tâm trí được an. Cho nên đạo phải rảnh đàn, đâu qua địa phủ đâu sang Tây Đài. Nếu chỉ khởi lầm sai một niềm, rơi vào đường tà kiến muôn thu, vì như làm mắt đã mù suốt đời, chịu tôi khó âu trị lành. Sự tu phải mổ phanh cho biết, tại sao tu tu được những gì. Biết rồi thì cứ hành y, miễn làm sao được đến khi công thành. Phật liền chỉ vào mình và nói, vì trên thân có bụi đống đầy, tự tay chùi rửa cho ngay. Đó là ý nghĩa của bài sự tu. Sau khi được tay thu hết bụi, cả châu thân trở lại sạch trong. Đó là ý nghĩa thành công. Lấy đây hiểu lý đại đồng như nhau. Bổn lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phụ án cho mờ. Niệm trần lao nếu không ngờ, bổn lai tâm trở ban sơ một màu. Thấy suốt chẳng vật nào cản trở, nghe thông không sót bỏ một lời. Biết rành tâm niệm của người, việc mình việc chúng ba đời hiểu thông. Trong nhất khắc vào sông khắp chỗ, việc lớn như việc nhỏ không lầm. Diệu màu của bổn lai tâm, không lời để ví chẳng làm chi đó. Phật tạm chỉ để cho dễ biết, từ mũi kim cây viết nhỏ nhen, đến như vật lớn lầu đền tạo bè mây móc chế nên các loài. Ấy cũng do bổn lai tâm tạo, đâu tự nhiên thành thảo hình hài. Mê nên tạo vật trần ai giác, rồi tất lập được ngay cảnh màu. Tâm khi lớn trùm bao vạn vật,
Khi nhỏ thì chung lọt lỗ kim, dụng tâm nêu muôn kiếm tìm, nhắm vào nét chạm mà xem thị tường. Nét lớn nhỏ tròn vuông dài ngắn, nét càng sâu ngay thẳng quanh co. Nét cây cỏ đến chim cò cũng là dụng bổn lai do mã thành. Giữa lẽ ấy chúng sanh sẽ thấu sức bổn tâm tạo câu thế nào. Gương lòng bụi tục khá lao để soi bất luận vật nào cũng thông. Đoạn này nhớ để lòng cho kỳ, khi tỉnh rồi con chỉ cho người. Ráng tu đừng có biến lời hành, cho chánh đạo một đời thành công. Vừa nghe Phật dạy xong lời ấy, hốt nhiên ta tự thấy lòng mừng. Cúi đầu lại Phật xin dân, sẽ đem lời Phật giáo dân khắp cùng. Hầu khiến kẻ chưa thông đạo lý, được nhiều câu quyền bí cao siêu. Từ lâu tội ác đã nhiều, nay nghe lời Phật ắt tiêu nghiệp trần. Xin Phật dạy thêm phần con trẻ, khiến cho thông mọi lẽ thật hư. Để khi ra dục thúc người, đủ phương quyền thật đủ lời lại qua. Nếu lầm nghĩa hoặc là không rõ, hãy cho người cũng khó dắt người, thấy theo lời Phật vừa rồi nhân sanh hiện đại nhiều người khôn lanh. Sự nghi vẫn giữ lành của họ, mình chẳng thông đường ngõ khứ lai. Sẽ là không độ được ai, lại còn bị họ chế bai nhạo cười. Duyên mình với mọi người bị đoàn, còn khơi tâm ngạo mạn họ lên. Thế là mình đã gây nên chọc người, nên tội làm duyên Phật ngừng. Như thế sẽ hại phần phổ hoa, con cúi xin lượng cả từ bi. Giải rành nước bước đường đi, để con có thể ứng tùy khuyên dân. Phật liền phán con đừng lo ngại, Phật chỉ cho đại khái việc tu. Lý màu đều cũng chưa thu, lấy con số một khởi đầu đếm ra. Dù nhiều mấy cũng là đếm được, nên giữ lòng sao trước an nhiên. Để mà phổ hóa nhân duyên, bằng lời của Phật điểm truyền cho con. Chúng sanh đang sống mòn từ phúc, con khéo lời hôi thúc người tu, bảo rằng chớ có ngao du. Thân như la úa mùa thu mong mạnh, nên lấy chữ tu hành làm gốc. Được nhẹ thân được vớt linh hồn, đừng ngồi đợi nước đến trôn mới ra sức nhảy ách không kịp nào. Nên tin trước để sau khó liều, chớ cho tâm bận biểu mùi đời. Quyết tu không hẹn chiều mới, quý giờ niệm Phật hơn người quý châu. Ngồi tham thiền bao lâu chẳng biến, xem kệ kinh mấy quyển không nhàm.
trong lòng bao việc gian tham đổi ra tánh biết muốn ham tu hành. Lợi dụng trí thông minh văn vật để làm theo việc Phật giáo khuyên. Ai hung mình vẫn làm hiền, ai gian mình vẫn lòng chuyên thật thà. Sự giúp người thì là vui giúp, lợi dụng người một chút cũng không. Thương người với lý sạch trong, không đem nghĩa trước mà trồng vào ai. Sợ tội như sợ đài hai đầu, chuộng phước hơn chuộng bao thế gian. Biết tu là được thanh nhàn, biết đời là cõi khổ nàng không mê. Biết quấy là kẻ chê kẻ ghét, biết phải là người thích người ưa. Tự tâm hôm sớm lọc lựa chọn, làm những cái người ưa người dùng. Bao nhiêu đó khéo lòng sửa đổi, cũng sẽ không mang tội lỗi vào. Ngày giờ thâm thoát qua mau, bàn cờ thế giới càng sao động hoài. Trong nháy mắt trời lai đất chuyển, người năm châu phách biển hồn phi. Gian sang sự nghiệp còn gì, ba năm đốn củi thiếu đi một giờ. Tai nạn đến bất ngờ khó liệu, lâm nạn người đến chịu nạn trời. Đời còn nhiều nạn chưa thôi, ráng khuyên người chớ dễ người mà lầm. Khá trưởng phước để ngăn đuổi hòa, lo làm nhân khỏi trả quá báo oan. Đời này vai trả lẻ làng sớm, gây tối lại dương mang vào mình. Cá nhân vai gia đình chung trà, một người làm cả họ thắt quan. Thân nằm trong cuộc biến loạn, mạng căng rẽ rúng như sàn cá ương. Bị nghi kỵ đủ xương thịt nát, vì của tiền chịu thác lắm người. Thù nhơ oán trả khắp nơi, đùa nhau bắt giết lạ đời này đây. Nghiệp oan đã tạo gây từ trước, tới bây giờ đến lượt phải đền. Nếu riêng nghiệp đã gây nên, thì là riêng một mình đền đấy thôi. Nếu chung nghiệp dây lời dây mạng, thì là chung nhiều hãng lại đền. Khắp nơi nức tiếng khóc rên, hồn quan khí hận sung lên ngất trời. Không ai được yên nơi yên giấc, trong lòng không hề ngớt sự lo. Lo bề thiêu đủ đói no, lo thân cái chết đến cho ngày nào. Sống như giấc chim bao một thứ, rủi lâm vào vạn sự buông tay. Không ai biết được ngày mai, hôm qua thấy đó bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tay. Cảm thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Nên tu niệm hơn toan làm giữ, ở hiện lành khỏi sự hung tay. Biết dình được bốn ngày trai, cũng là được bớt tạo giấy nghiệp sầu. Lúc
khuya sớm nhớ câu lục từ. Niệm cho thường quá dữ cũng lui, lửa lòng khá sớm làm nguôi, bất câu thù quan bất hồi cuồng tâm. Bụi loạn dễ bị làm nghịch ý, không dằn lòng tất bị quán thù. Đến khi lửa dậy mịt mù dập cho được, cũng đài lầu tan quang.